Đây cả nhà yêu này đây. Chập tối thì tớ đi ăn phường. Tớ ăn phường tớ mới ngồi được vào một cái mâm cơm mới tớ mới chưa kịp ăn. Thế bắt đầu là một ô tô mất gọi về để nhận. Tớ cố tớ may mà có canh cua tớ cố nuốt được hai nửa bát cơm. Tớ chạy về. Thế là các bác ấy bảo là phải xuống ăn nữa nhưng mà tớ thôi ăn cũng ổn bụng rồi tớ đi về. Và xong rồi lại đóng một xe hàng để mai tớ đi đây các bạn nhìn nhá. Một tạ dừa non này. Thế là tưởng là thoát thân cái cháu kẹo lạc với lại cậu trẻ làm nó không vào. Tớ bảo tớ cứ ổ chăn tớ bình luận cho mọi người. Rồi tớ dậy tớ dép rút lần đặt đây cả nhà này. Giật lắm. Đây. Mà không lấy bây giờ mai bắt đầu khách nó đặt à. Mai tôi phải đi quần quật này, mai tôi đi. Thật mọi lần tớ còn nằm gan tớ nói chuyện với cả nhà buổi sáng ấy, mai mà tớ dậy tớ không kịp nói chuyện đâu đấy. Tớ không kịp vào phòng đâu, vào phòng lịch đâu nhá. À, chẳng qua đi à? Chẳng qua là bố mẹ mày sợ mất bố mẹ mày cho đi canh. Phải thằng nhà con không? À, nhà con có thằng lớn nhỉ? À? À, con đây không phải canh con ạ, sống đây bà khắc giữ cho hậu. Bà chào con. Ôi dồi ôi, khuya thế này mà vẫn còn đi theo bố đi giao hàng. Yêu quá cái nhỉ con nhỉ. Yêu thế. Con ăn bánh nướng mà cho con gói này. Đây con ăn. Đây. Đấy. Con ăn không? Con đấy, con lấy hành em con chia con ăn đi. Thôi vậy. No rồi. À con vừa ăn con bim bim nói nào được. Đây này cả nhà ơi, ngày nay tôi toàn phải lấy hàng thôi, không được ngồi. Con cộng cái đấy để về vào sao xem xong trong kia có để giả con cái cũ xem thế nào đây, mẹ hôm nay lấy mất bao nhiêu tiền mất tiền moi. Đấy, này, bà này, mai chỗ này gần chục triệu này con này. Dừa này, mai chỗ này gần chục này. Mời thùng gần chục triệu đi ít đâu. Đắt lắm, năm nay dừa đắt lắm. Đắt kinh luôn ấy. Dừa non đấy. Ăn nó mềm sụt rồi chứ. Tối không? Có tối bà cho điện vào nhá. Nào bà cắm cho con cái điện nào. Sáng chưa con? Nào đi xem. Tiền là ra tiền hàng nào đấy cả nhà. Ơi hôm nay chỉ có thể nhập vào thôi. Chưa thấy bán ra được. Được, chỉ nhập vào bao tiền thế này đây này. Khổ thân đời tôi. Bố thằng Văn với bố thằng Hà phù hộ cho vợ đi kiếm cái Tết nha. Chồng phù hộ cho vợ đi kiếm cái Tết nha. Vợ vất vả lắm nhưng vẫn phải cố đấy nha. Không có tiền rồi, dạo này hết tiền rồi, dạo này không có tiền rồi, cả nhà yêu ơi. Tiền khô cháy túi lấy đâu mà tiêu. Hết tiền rồi. Chỉ có thấy lấy hàng vào thôi mà. Ôi. Đâu rồi. Ấy, bây giờ vẫn còn mò mẫm lấy hàng đây rét lắm mày này. Đấy mà hai cái thằng bé tí vẫn đi theo. Mẹ con bảo đi để trông bố phải không? Hả? Không. Không à? Chiều nữa. Bao nhiêu thùng kẹo lạc con? 10 thùng. Sao bà bảo 15 thùng cơ mà? Thế bao nhiêu thùng chị làm? Rồi.